Rồi, chào bà con nha. Mai thì ngày 22 tháng 3 2023. Có hôm nay giường đón một khách, anh cũng ở gần đây. Anh chuẩn bị trồng khoảng 4 hecta. Thì anh thấy cái giường đẹp quá muốn lại anh tham quan. Anh đi chung với cha anh. Bà con nhân không đang thủ phấn, anh đi coi vòng vòng thì để mua rồi anh kêu nhờ em mà bao hỗ trợ cái kỹ thuật trồng của nhà đã trái, anh muốn lại coi cái vườn mẫu của bên em á. Cây thuộc dưới gần nè, cái mặt bờ này cũng chắc cũng cha múc nhỏ lắm anh ơi. Anh coi ông ở trong kia tùy vào cái chỗ, anh không cần mặt bờ lớn đâu, cần bờ đê à. Đâu cần mương cao, mương ấy nữa. Anh dự định múc khoảng mương bao nhiêu, bờ lớn gì không? Trời, mương tính múc 3 mét rồi. Nuôi cá hay gì, 3 mét. Mà bỏ cái này là đâu? Cái này là ở bên kỹ thuật bên Tân Lộc á, thường ở bản đất ít á. Ông cha em hồi xưa ông trồng mặn, bởi vì múc cái này ai cũng hỏi là sao múc mương nhỏ vậy? Mà mình có xài đâu ha, phải không? Mình có xài gì có mương nào đâu, bởi vì múc chi cho nó 3 mét mua cá không chứ làm gì. Anh tổng diện tích mình dự định trồng là bao nhiêu anh? Tôi chắc khoảng 3 hecta đó. Hơn 3 hecta, hơn 3 hecta, gần 4 hecta ha. Thấy cây ok không? Anh coi đi, anh coi đi, cháy cái đọt dữ dằn không? Cây này là thấy là mà sao nó bị xì mũ hay nó bị gì không? Tại vì cây na nó cái lậu nó gì? Nó bị thời gian dài cái là nó bị nứt da. Nứt cái này là xì mũ phải không? Không không, xì mũ cái này là cái tập tính cái cây na. Mà anh xịt Gigomin từ từ nó cũng lành bớt. Thấy nứt cũng nhiều rồi chứ, phải không? Cũng nứt nhiều á. Cây này 3 năm mấy. Cái này đậu rất là nhiều. Hồi ở chỗ này là trái. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cái nhánh nhỏ này 7 trái. Quá trời. Trời, ông đang tư vấn. Nếu anh đi ống đi, cái mùa khô này nó giúp mình đậu trái lắm luôn á. Cái mùa khô này á. Tứ trần ai ơi, tứ cái cả buổi trời nó mới dắt. Tứ bằng cái gì nó tứ là cái máy phát. Tôi lậu với tôi làm cái bè, tôi dắt tứ qua tứ lại nè. Mà tứ nó đâu có mát bằng cái mình đi ống này. Đi ống nó tứ lại gài thì nó hấp tắt mát nữa. Đi mưa. Chào mấy chị đẹp nha. Ừ, mới thấy ông thầy đỉnh phải không? Đúng rồi. Rồi thấy na đậu nhiều chưa mà đậu hoài vậy trời. Lấy gai ha. Thấy ok chưa? Quá ok rồi. Không về có không đâu, ra đây. Làm gì mà không thấy vậy, thầy giáo. Giao hàng, giao cây, giao tùm lum hết chứ. Đây thụ sao đâu khéo chưa, thụ sao đâu khéo chưa, nhanh chưa? Nhanh nè, ông có lặt hả? Lặt rồi, nó trời lặt chi hoài à, lặt cánh một người ta vừa ấy lên là người ta lặt luôn rồi. Để quay cái cây. Thôi đừng có quay. Nó vừa lãi rồi, lặt lấy cái là ta lặt
bà lên video là bà ra mày tới miền Bắc người ta còn biết đó. Dạ. Mọi người đang thụ phấn mà con cháy lắm, cháy đậu chùm lum rồi. Chiếc đậu nè chú. Dạ đậu lắm. Nè. Cái này là còn nguyên nè mà nó đậu nè. Đậu tự nhiên đó. Đậu tự nhiên là hai nụ rồi đó. Đậu hết sức đậu hả? Cái quan trọng là cái này nè chú. Kỹ thuật này cũng ít ai chia sẻ lắm. Cha mới làm thành công luôn đó. Chứ tôi có buổi tối này chút xíu là ướt nhẹp ha. Phấn là nó nở bung ra luôn. Chứ mùa khô này nắng dữ lắm, nắng là mất nước dữ lắm. Mới bông 10 đồng. Cái này hôm nay bị nó đang ra bông rồi, mấy cô này không thể tích rõ thì không hỏng mà nó có thuốc, 3 thuốc có trái. Cái này ít bữa nó đậu trái rồi, xịt cái gì luôn cho. Thuốc đó không? Thôi, xịt mà thôi. Thôi chứ. Cái này để cỏ lây ra gì cũng tốt hay cái gì đâu. Tại vì để cho nó bùm xùm đó. Tại vì tôi đẩy gốc rồi. Nhưng mà cái ý hỏi tôi là đảm bảo được không? Trời ơi, tôi có thịt gậu. Cái loại cỏ trái là xịt trong gãy được mà. Nó đâu có hơi. Cha nói cái cỏ gì cha? Cỏ trái. Ta mua dân quả hả? Thứ đó mà cha xịt vô cây bình thường mà. Thay vì mình xịt mình biết rồi, phải tránh cái mô ra. Biết rồi, nhưng mà không biết sợ ảnh hưởng ngoài này nó có ảnh hưởng không? Đó cha xịt trái non luôn á. Cũng không sao. Tôi xịt cái đợt đó đang thụ phấn, đang có trái rồi tôi xịt khúc rồi. Thử mấy, nha. Mấy cô này la quá hồ rồi để cho nó đậu trái hết ấy mà thấy nó cũng bình thường nha. Dạ. Rồi tôi ngưng lại, tôi không xịt. Không, cái đó thì mình để nó đậu đàng hoàng mà xịt cũng được. Bây giờ nó cũng không hại gì, nhiều, cái đó không gấp được. Dạ. Không gấp gì.